Xin chào anh chị em. Hôm nay mình tiếp tục giới thiệu đến anh chị em con nồi mới về nhé. Nồi Lational cốc nước SRSU101. Con này là nồi 1 lít nhé, dành cho 3 đến 5 người ăn. Con này nó có một cái điều đặc biệt, đó là nó nấu 5 bước IH. 5 bước nấu IH nhé. Có những con thì 4 bước nấu, còn 3 bước, có còn 2 bước. Con này thì bên mình có video hướng dẫn sử dụng chiếc nồi này, có hướng dẫn bằng tiếng Việt nên mọi người yên tâm là rất là dễ sử dụng nhé. Điện 100V, mọi người dùng biến áp mua bên ngoài khoảng 5-700 ngàn tùy từng loại, có loại đắt thì khoảng 8-900 ngàn gì đó. Cơ bản mọi người dùng 1.500W hoặc là 2 kVA là ok, hoặc là 2 VA, 2.000 VA đó. Đây là tắt này, đây là hẹn giờ, đây là bắt đầu nấu, đây là menu, đây là chọn gạo, đây là menu này, nấu nhanh, nấu thường, nấu chậm ở đây. Còn đây là giữ ấm. Chiếc nồi này là khá đẹp. Nồi Latinan hay gọi là Lational này thì nó sẽ sản xuất đến năm 2008 là những đời cuối cùng. Tại bắt đầu từ năm 2008 trở đi con này đời đời cuối của Latinan luôn, đời cuối nhá. Từ năm 2008 trở đi thì là Lational bán cho Panasonic. Đây là thương hiệu của Lational, nó sẽ chuyển sang Panasonic nhá. Và Panasonic tiếp tục công nghệ của Lational luôn. Bây giờ Panasonic vẫn sản xuất những dòng công nghệ có ly nước bù ẩm này. Con này lòng nồi rất đẹp nhá, này mọi người thấy chưa, lòng nồi quá đẹp luôn. Đây, ui dồi, như mới luôn. Nồi nồi cao tần, tức là nồi nấu bằng từ nhá, cao tần IH này, cực kỳ đẹp luôn này. Con này nấu cơm thì miễn chê luôn. Nó vừa mềm, hạt gạo đều và rất dẻo luôn. Những con nồi này thì nấu cho các cụ già ăn thì không phải nghĩ luôn. Không hề có một tí cháy nào nhá. Nên là mọi người nấu cơm ăn hết tất cả mọi thứ, lòng nồi không bị dính cơm. Ăn cơm xong chỉ việc tráng nước là nó sạch. Đời cuối của Latinan nhá. 5 bước nấu IH quá đẹp luôn. Rồi, anh chị nào có nhu cầu thì thích thì mua ngay. Bởi vì em đăng lên thì thường thường đăng lên là nó sẽ chậm nhất là khoảng 1 ngày là sẽ bán. Còn đa số là đăng lên khoảng vài tiếng sau là đã có người mua rồi. Vì vậy mọi người nhắn Zalo giúp em nhé, liên hệ hoặc nhắn Zalo. Nếu không liên lạc được thì nhắn Zalo giúp em hoặc nhắn tin bình thường giúp em. Em nhận được thì em sẽ trả lời lại. Rồi, xin cảm ơn anh em đã theo dõi video nhé. Ai nhu cầu mua chiếc nồi này thì liên hệ với em qua 2 số điện thoại này. Zalo là nhanh nhất. Chiếc lô 1 lít nhé, 3 năm người ăn. Lational SRSU101, 5 bước nấu IH, cốc nước bù ẩm. Đấy, nồi đẹp như mới. Em đánh giá con này bề ngoài để được khoảng 90%, lòng nồi được khoảng trên 95%, cực kỳ đẹp. Rồi, xin tạm biệt anh em. Xin cảm ơn anh em đã theo dõi video.